Xin tất cả mọi người quay lại kênh YouTube của mình nha. Thì ở video ngày hôm nay cũng như tiêu đề mình đã nêu trên thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chi tiết nhất để mọi người có thể mở khóe được dạng khóe trên Facebook hiện tại đang quét nha. Thì cái dạng khóe mình muốn hướng dẫn trong video ngày hôm nay là dạng khóe 282 bị quét. Mà dạng khóe này thì nó hiện lên trên màn hình các bạn là chúng tôi đã nhận được thông tin của các bạn. Cảm ơn bạn đã gửi thông tin và rất xin lỗi về bất tiện có thể xảy ra là nó không thể xem xét được vì lý do là nhân lực của nó thiếu nha. Thì cái dạng này bên mình gọi là dạng 282 treo, là các bạn có thể gửi thông tin rồi nhưng chưa chắc các bạn đã được xem xét. Thì ở cái video trước ở cái kênh của mình cũng đã từng nói về cái dạng này nha mọi người. Thì cái dạng này ở video trước của mình đã từng nói được cái dạng này, các bạn chưa úp ảnh thì các bạn có thể úp làm sao để có thể Facebook của mình về cách dễ dàng. Hoặc các bạn úp rồi mà bị treo như màn hình đây thì cái video trước mình có làm. Thì khoảng 12.000 mấy trăm người họ đã sử dụng thì cái video đó tút đã không còn được mượt nha. Thì nó đã bị feed khi mọi người gửi lên nhiều quá cùng một chủ đề, cùng một hệ thống thì Facebook nó sẽ xem xét và nó feed lại nha. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách mới nhất để mọi người có thể mở được cái dạng khóe này chi tiết. Thì mình khuyên mọi người nên kiên trì một xíu để mọi người có thể mở được nha, chứ không phải làm qua loa mà mọi người có thể mở được. Thì cái dạng khóe này thì nó khá là khó. Ở thời điểm hiện tại thì 10 Facebook thì đa số chỉ mở khoảng 5-6 Facebook thôi, nhưng mà yêu cầu là chính chủ hết nha mọi người. Thì điều đầu tiên để về video mở được cái dạng khóe này thì mình hướng dẫn cho mọi người luôn. Ở đây mình có ghi sẵn cho mọi người một cái tút. Thì cái tút này mình đã test cùng học viên của mình và mình đã test cho nhiều khách và mình đã đúc kết được một cái tút khá là bổ ích cho mọi người về đầy đủ chi tiết từ nội dung mô tả cho tới các link về những hình ảnh mà mọi người có thể gửi lên. Thì đầu tiên ở đây mình muốn mọi người xem xét là mọi người cần phải phát IP về ngôn ngữ qua một đất nước khác để giành được quyền xem xét vào thời điểm này. Thì tại sao mình phải phát IP qua một đất nước khác về ngôn ngữ của nước khác? Cái phát IP là mọi người là phát IP từ máy chủ, ví dụ như Việt Nam mọi người có thể phát qua Ấn Độ, Trung Quốc hay là bất cứ nước nào tùy mọi người. Nhưng ở cái tút này mình bắt buộc mọi người phải phát IP qua Ấn Độ. Và tại sao lại phải phát qua IP qua Ấn Độ thì mình sẽ giải thích luôn. Thì cái mức độ sử dụng Facebook ở Ấn Độ ở 1-2 năm gần đây là tỷ lệ sử dụng Facebook nó khá là nhiều. Thì tất cả những đội ngũ support hay đội ngũ hay là hệ thống tự động ở bên nước họ sẽ được ok hơn nước Việt Nam mình nhiều nha. Thì ở đây mình phát IP qua Ấn Độ thì tất nhiên mình phải đổi ngôn ngữ qua Ấn Độ luôn để nó có thể hợp, là mình là người Ấn Độ và mình gửi lên thì Facebook của mình chắc chắn là sẽ được xem xét nha mọi người. Và mọi người còn phải làm chi tiết, gửi nhiều lần, đâu phải là mọi người có thể gửi một lần là mọi người xong, và mọi người có thể gửi nhiều lần. Rồi tiếp theo đến mọi người phát IP thì cái phần mềm phát IP ở đây thì mình muốn giới thiệu mọi người là phần mềm HMA. Thì mình sử dụng cái phần mềm này, một tháng mình trả chi phí khoảng 150 mấy ngàn thôi. Thì cái phần mềm này mất phí thì nó sẽ ok hơn, khi mình phát IP thì nó sẽ không bị nhảy lung tung, nó sẽ chuẩn hơn nha. Còn mọi người cũng có thể dùng phần mềm miễn phí như là phần mềm Hola nha. Đây là phần mềm online trên tiện ích Google. Mọi người chỉ cần đánh chữ Hola vào là mọi người có thể cài phần mềm này vào nha. Thì mình chỉ cho mọi người cài luôn nha. Khi mọi người đánh vào thì nó hiện cho mọi người một cái mặt lửa Hola Free Việt Nam B nha. Thì mọi người đánh vào. Khi mọi người đánh vào thì ở phần bên này nó có phần là thêm vào Chrome. Thì khi mọi người đánh thêm vào Chrome rồi thì mọi người tích click lên đây thì mọi người có thể sử dụng phần mềm đó. Thì cái này thì ai cũng khá nhiều bước rồi, mình chỉ nói qua thôi nha. Còn phần mềm online Hola Free này là phần mềm miễn phí, nhưng cái địa chỉ IP nó có thể nhảy bất cứ lúc nào nha, nó không được mong muốn nha. Thì cái gì miễn phí thì nó chỉ có vậy thôi nha mọi người. Rồi tiếp đến mọi người cần phải phát IP qua Ấn Độ. Thì ở đây IP qua Ấn Độ IP Ấn Độ đây là India nha. Đây IP India đây, trên màn hình đây mình phải phát IP. Thì mình khuyên các bạn nên phát IP khoảng từ 6 đến 15 phút để cho IP nó thấm vào cái máy của mình. Rồi các bạn mới bắt đầu gửi link nha. Thì ở đây mình làm demo thì mình phát IP luôn. Mình phát IP mình gửi luôn nha mọi người. Ok, sau khi mình phát IP xong thì tiếp tục đến cái bước thứ hai mình có ghi rõ trong tút cho mọi người. Đó là mọi người vào từng link một cho mình. Và mọi người khi mọi người phát IP xong là mọi người vào đường link 670 trước. Thì ở đây mình sẽ vào từng link một cho mọi người nha. Ok, mọi người vào link 670 trước. Sau khi mọi người vào link 670 rồi thì mọi người cần phải đổi cái ngôn ngữ giao diện của nó thành ngôn ngữ Hindi, là ngôn ngữ từ Ấn Độ nha, để cho nó khớp với cái IP mà mọi người đã phát. Rồi ok, ở đây ở bên phải giao diện đây mình đã đổi ngôn ngữ rồi, mình sẽ ấn vào cho mọi người để mọi người biết cách đổi nha. Thì ở bên phải đây có một cái chữ là tiếng đổi ngôn ngữ, thì mọi người ấn vào nó sẽ hiện cho mọi người một cái giao diện ngôn ngữ. Thì ở cái dòng thứ 4 đi xuống 1, 2, 3 thì cái ngôn ngữ này mình đang sử dụng là ngôn ngữ Ấn Độ nha. Thì nếu như mà mọi người không biết tên thì mọi người cũng có thể đếm như mình, còn mọi người biết tên thì mọi người có thể dùng là ngôn ngữ Hindi hoặc là cái tên chữ tiếng Ấn Độ nha. Mình đây mình không hiểu tiếng Ấn Độ. Rồi ok,
Rồi sau khi vào lên 670 thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chi tiết luôn để làm thế nào để được ghi đủ được cái lên này. Thì cái dòng đầu tiên ở cái lên 670 là cái dòng tên chính chủ Facebook các bạn nha, tên Facebook các bạn nha. Thì ở đây mình làm demo thì mình ghi lại một tên, đây là tên Facebook. Rồi cái dòng thứ hai này, email liên kết trong Facebook. Thì nếu các bạn không có email ấy, ở Facebook của các bạn không có email ấy, nếu ở đây các bạn có email thì các bạn có thể điền email liên kết. Còn nếu các bạn không có email thì các bạn có thể điền ID kèm @facebook.com nha. Thì cái ID này thì mình sẽ để luôn lên cho mọi người để mọi người có thể chất ID được bất cứ lúc nào. Đây, chỉ đừng lên đây. Mọi người có thể chất ID được bất cứ lúc nào nha. Khi mọi người click vô cái đường link chất ID này thì mọi người copy cái link Facebook của mọi người. Mọi người copy xong mọi người dán vào đây xong mọi người ấn lock up là có thể chất ID ra một hàng mã số như này. Như đây, như ở đây mình ví dụ demo mình đã chất được ID xong thì cái mã số nó hiện tại là 100. Ví dụ vậy nha, @facebook.com. Đó, thì nếu mọi người điền ID thì mọi người phải điền cái đuôi là @facebook.com. Còn mọi người có email liên kết thì mọi người điền email liên kết. Rồi tới cái phần email, tới cái phần dòng cuối cùng này là email liên hệ nha. Thì cái dòng cuối cùng này thì mọi người có thể điền email liên kết Facebook nếu như nó còn hoạt động. Còn email mà không còn hoạt động thì mọi người nên tạo thẳng một cái email trắng, email mới hoàn toàn, mọi người điền vào đây. Email trắng hoặc email liên kết Facebook còn hoạt động. Ok, đó. Thì khi mọi người ấy xong thì mọi người ở đây demo 2020, 2021. Đó, mình ghi demo thôi. Rồi khi mọi người điền xong, ở bên phải mọi người ấn gửi giúp mình nha. Ở chữ màu xanh tiếng Ấn Độ đây thì vào tiếng Hindi thì mọi người ấn gửi giúp mình. Ok, sau khi mọi người ấn gửi xong thì nó ra cho mọi người cái giao diện là thank you, mọi người đã gửi thông tin lên Facebook. Chúng tôi sẽ xem xét và trả lời email của bạn một cách sớm nhất. Rồi ok, là mọi người đã xong một cái link rồi nha. Tiếp đến là mọi người vào link cho mình là link 602062. Thì mọi người cần phải xem chi tiết cái video này và làm kiên trì để link Facebook của các bạn có thể về, do cái link Facebook của bạn đã vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook nha. Thì ở cái dòng đầu tiên này nè, nó là cái tiêu đề chủ đề. Đó, ở cái dòng đầu tiên ở cái link 062 là cái tiêu đề chủ đề, thì mình có để sẵn trong tút đây là link 062. Cái dòng 1 đây thì mọi người chỉ cần copy cái này vào thôi nha. Nếu mọi người muốn biết đó là cái chữ gì, nội dung gì, mọi người cũng có thể copy lên Google dịch nha. Mọi người copy vào. Ok, tới cái dòng thứ hai, cái dòng này là cái dòng email liên hệ nha. Email liên hệ hoặc liên kết. Hoặc liên kết Facebook nếu còn hoạt động. Ok, thì ở đây thì máy ở cái link 670 mọi người điền email liên hệ trắng hoặc email còn hoạt động thì mọi người điền vào nha. Thì mọi người phải điền đúng email liên hệ mới được nha mọi người. Email ở link 670 mọi người điền làm sao thì qua link 062 này mọi người phải điền y chang như thế nha. Ở tiếp đến là cái dòng thứ ba là cái dòng mà nội dung miêu tả. Thì mọi người có thể miêu tả làm sao, nói lý do làm sao mà chúng tôi có thể xem xét lướt Facebook của bạn. Thì ở đây cái nội dung mô tả mình có ghi sẵn một dòng như thế này cho mọi người. Mình đã test rất nhiều Facebook và cả học viên của mình nữa. Khi trong các bài test thì mình có đúc kết ra được một cái nội dung khá đầy đủ và chi tiết cho các bạn. Thì ở đây các bạn có thấy cái nội dung của mình đang ghi tiếng Việt đây, cái chữ này nè. Thì cái dòng này thì các bạn là thay tên Facebook. Cái dòng thứ hai, các bạn điền giúp mình là tên chính chủ cấp, chính phủ cấp, trên chứng minh nhân dân. Tên chính chủ cấp trên chứng minh nhân dân hoặc CCD có nghĩa là thẻ căn cước là tên chính chủ. Còn cái dòng thứ ba là ngày sinh chính chủ của bạn. Thì các bạn phải điền xong ba cái này, thông tin của các bạn thì các bạn mới gửi lên nha. Thì ở đây mình chỉ điền demo thôi. Đó, tên chính chủ của các bạn như thế nào. Đó, mình chỉ đang điền demo cho mọi người nha. Rồi mọi người có thể nhìn và ghi về nha. Tí mình có để ghi rõ hết tất cả các tút này dưới phần mô tả ở video. Mọi người chỉ cần copy và làm theo mình là được nha. Bắt đầu mình dán vào cái phần dòng thứ ba. Khi mà mình dán vào mình sẽ ấn gửi tiếp nha mọi người. Ok. Khi mà ấn gửi xong mình đã được thành công và lời gửi nha. Rồi mình ấn tiếp tục thôi, tiếp tục vào cái link thứ ba. Rồi cái link thứ ba là cái link 862 thì mọi người copy vào và vô lên từng link một và làm như mình. Thì cái dòng đầu tiên là dòng email liên hệ. Email liên hệ của các bạn thì nãy các bạn điền email nào thì các bạn điền email đó nha. Tới cái dòng thứ hai là cái dòng mô tả vấn đề, thì các bạn copy nguyên cái nội dung ở cái link 602 qua. Đây nội dung mình có để sẵn đây, các bạn copy qua. Thì mình khuyên các bạn lên xem ký video này, và khi các bạn gửi ở cái thời điểm nào đó thì cái thời điểm của các bạn gửi phải từng tầm 1 đến 2 giờ sáng thì nó sẽ ok hơn. Thì cái thời điểm đó là thời điểm của Facebook làm việc mà,
xem xét cho mình hơn nếu như thấy cái thông tin của mình gửi lên là chính đáng. Đó, ok. Rồi sau khi mọi người dán phần nội dung mô tả vào, tới cái dòng thứ ba là một phần chọn tệp nha. Ở cái phần này mình sẽ nói rõ hơn mọi người cần những tấm ảnh nào thì mình cũng có ghi trong tút luôn. Úp bé ảnh, 2 tấm chứng minh nhân dân cầm trên tay chụp kẻ mặt. Một tấm màn hình bị khóe 282 của ai giao diện như thế nào thì chụp vô nha. Thì ở đây mình có để sẵn một cái tấm màn hình, một cái tấm trước, một tấm sau, một tấm cầm mặt, thì mọi người có thể úp hết 4 tấm lên luôn nha mọi người. Nên nào mọi người cũng úp hết 4 tấm luôn càng tốt nha. Thì mình sẽ sửa ở đây là 4 tấm. 2 tấm chứng minh nhân dân cầm trên tay. Một tấm màn hình bị khóe giao diện. Một tấm cầm chứng minh nhân dân siêu chụp cùng mặt. Tổng cộng là 4 tấm nha mọi người. Ok, khi mọi người úp 4 tấm này vào rồi mọi người ấn gửi giúp mình nha. Thì mọi người phải chụp hình chính xác rõ nét. Tất cả những cái chi tiết ở cái video này mọi người làm đều đúng, đều ok hết, đều đủ điều kiện hết thì mình tin là Facebook của mọi người trong vòng từ 72 giờ là mọi người có thể được phép email. Thì nó thiếu hay là nó muốn mọi người như thế nào ở trong email ấy, thì nó sẽ nói cho mọi người biết luôn nha. Thì ở đây xong rồi ấn gửi giúp mình. Ok, sau khi ấn gửi xong nó đã để thành công nha. Và tiếp tục cái link cuối cùng là link 890. Thì mấy đường link như cái tool của mình đây thì cũng khá nhiều người biết, nhưng mà quan trọng cái vấn đề quan trọng ở đây là cái thủ thuật như thế nào để các bạn có thể khôi phục được cái link Facebook của các bạn qua những cái đường link mà đang được Facebook gọi là cho phép truy cập. Đâu phải các bạn có thể gửi như thế nào mà Facebook nó cũng có thể trả lời các bạn được nha. Thì vô cái link 890, dòng đầu tiên là email liên hệ của bạn. Thì cái email liên hệ nãy mình điền xe thì mình điền y hệt vậy. Rồi tới dòng tiếp theo. Cái dòng tiếp theo là nội dung mô tả. Thì ở trong tốt mình có ghi sẵn thì các bạn chỉ cần copy vào thôi. Đó, ok. Các bạn sửa tên, sửa ngày sinh rồi các bạn copy vào thôi là xong. Các bạn dán vào đây. Đó, khi các bạn dán xong phần nội dung mô tả xong thì tới dòng thứ ba nó lại có một phần chọn tệp giúp cho mọi người có thể gửi ảnh ở cái link 890 này nha. Thì mọi người sẽ gửi ảnh ở y hệt cái link vừa xong mà mình gửi 4 tấm ảnh mình có nói trong trong tút của mình nha. Mọi người gửi 4 tấm ảnh nó lên là được. Ở đây mình chọn 4 tấm ảnh luôn. Và ok, sau khi mọi người chọn 4 tấm ảnh xong mọi người ấn gửi giúp mình nha. Ok, mọi người ấn gửi. Rồi nó sẽ hiện cho mọi người cái giao diện này để thông báo đến mọi người là thành công. Nó sẽ trả lời email trong thời gian sớm nhất. Người ấn ok giúp mình. Sau khi mọi người gửi xong tất cả các link này rồi, mọi người thoát ra và mọi người đăng suốt tất cả Facebook của mình ra ở khắp mọi nơi. Ví dụ mọi người nhờ bạn dịch vụ Facebook A, dịch vụ Facebook B đang đăng nhập vào, bạn A không làm được, tới bạn B, tới bạn C, ví dụ vậy. Thì các bạn cần yêu cầu đăng suốt hết ra, không một IP nào vô lẹ hết nha. Thì trong thời điểm này xem xét thì lấy như Facebook của bạn có một triệu chứng nào đó thì nó sẽ không xem xét cho các bạn. Thì sau khi các bạn gửi xong rồi thì bạn có thể đợi là 72 giờ, đúng 72 giờ là nếu như Facebook của các bạn có kết quả nó sẽ gửi email vào cho các bạn. Cũng có thể là nhanh hơn mà cũng có thể là lâu hơn, nhưng mình khuyên các bạn là lên kiên trì để các bạn có thể làm được thành công cái dạng khóe này nha mọi người. Thì ở video này mình chỉ có nói về dạng khóe 282 bị treo này thôi. Và cái link tút của mình đã nói hết tất cả những gì trong đó để cho mọi người có thể làm được một cách miễn phí và hiệu quả nhất. Thì mọi người chỉ có việc xem video một cách chi tiết và làm theo. Mình tin là mọi người cũng có thể làm thành công nha. Thì lấy mà 10 cái Facebook thì cũng có thể thành công từ 6 đến 7 cái nha mọi người. Thì video của mình hôm nay chỉ tới đây thôi. Thì mọi người thấy hay thì hãy like và subscribe cho mình để mình có nhiều động lực với nhiều video hơn. Cái link tút này tí mình sẽ để hết tất cả những mô tả cho mọi người để mọi người có thể copy về và tự làm cho Facebook của mình mà không cần phải nhờ qua bất kỳ trung gian hay là một dịch vụ nào kể nha. Thôi, bye mọi người.